Em kính chào toàn thể quý vị, chào đón quý vị đến với kênh của Tuấn Âm Thanh Phú Thọ. Hôm nay em giới thiệu đến quý vị một số mã âm ly tầm vừa tiền, tầm vừa, tầm trung. Báo cáo quý vị là chơi dòng loa âm ly nghe nhạc này không nhất thiết là quý vị cứ phải mua âm ly đắt tiền. Quý vị nhớ không, câu là không nhất thiết quý vị cứ phải mua âm ly đắt tiền nhé. Chưa chắc âm ly đắt tiền nó đã đánh hay, bởi vì là nó lại liên quan đến phối ghép hợp với nhau, không nhất thiết là âm ly đắt tiền mới đánh hay. Ngoài ra thì là âm ly đắt tiền mới lại ngoài ra là nhiều quý vị mua dòng âm ly nghe nhạc này cứ liên tục là cần cái loại 3-500W hay 600W, bởi vì báo cáo quý vị là tất cả những cái âm ly nghe nhạc dòng receiver này, những cái con mà 3-500W ấy vẫn có, nhưng mà những con đấy ví dụ như là Sansui 5000X vân vân, một số mã nó cao cùng âm ly thì nó liên quan đến gần 20 triệu, trên 20 triệu cơ. Báo cáo quý vị là đa số những dòng âm ly receiver này nó xuất âm tụ, nên là có những con chỉ cần 5-60W thôi. Nhưng quan trọng là loa của quý vị như thế nào, loa quý vị độ nhạy tầm nào. Nó chỉ cần 5-60W nó đã đánh những đôi loa 200-300W, những con loa 200-300W vẫn nhật bật côn ra ngoài. Thì đấy là cái vấn đề mà quý vị phải nên tìm hiểu một chút, là đôi loa của quý vị nó có hợp con âm ly này không hay âm ly kia không. Chứ không nhất thiết là quý vị cứ đẩy tiền ra để mua một con âm ly, ôi giời, cứ cậy lắm tiền mà cứ nghĩ là mình là mua con âm ly nhiều tiền nó sẽ đánh được. Không phải con âm ly nào nhiều tiền đánh nó cũng sẽ hay, và có quý vị vậy. Vì chính vì vậy nên là quý vị mua cứ mua là tham khảo. Còn sau đây là em sẽ báo giá lần lượt những chiếc âm ly hiện tại đang có, đợt này đang về đây cho quý vị luôn nhá. Hiện tại đang về, sau đây em sẽ báo lần lượt cho quý vị này. Bắt đầu từ chiếc âm ly đầu tiên, dòng em bán toàn cứ 2-3 triệu đây. Đây là con âm ly Sony nhá, có hai đèn vu luôn, hai đèn vu đây. Sony TA22 có hai đèn vu, ba cổng vào AUX, Mono và Phono chưa. Con này thiết kế với lại logo bên gần volume màu vàng rất là đẹp, sang trọng này, vàng sang trọng. Ngoài ra thì đường mic, đường tap không nói, có cổng tap 1, tap 2 đây. Đây là cân loa ba lăng, con này có cả lau lướt luôn cho quý vị, chét bát đều đủ, chét bát độc lập luôn chưa. Đấy, quý vị nhìn kỹ hộ em. Đấy, mặt phay nhôm trắng rất là đẹp, sang trọng. Giá của em nó là 3,5 triệu. 3,5 triệu được chưa quý vị? Giá 3,5 triệu chiếc âm ly này. Báo cáo quý vị là có nhiều quý vị cứ hỏi là con này công suất bao nhiêu. Báo cáo quý vị là em ở giới thiệu quay đi quay lại nó rất là nhiều nên nó rất khó. Bây giờ quý vị nào cần chi tiết hơn công suất hoặc hợp hay không, quý vị chỉ cần gõ lên Google ấy. Bây giờ điện thoại cầm tay quý vị ai cũng có rồi, gõ Google là âm ly Sony TA22, nó ra hết thông số của con này luôn. Nếu như em không nói kịp thì trên đấy cũng có rất nhiều bác bán đã ghi những thông số của con này luôn, bác thoải mái tham khảo, nó rất là nhanh. Chứ còn để mà giới thiệu hết xong nhiều bác lại đòi mở khui hàng xong xò chip, nói chung là không thể đáp ứng các bác hết được. Các bác nào cần chi tiết thì trên tay các bác cái điện thoại, các bác gõ luôn cho em, nó sẽ ra hết mẫu mã, được chưa? Đấy là giới thiệu đến con Sony. Tiếp tục xuống phía dưới là con Nico. Con này là con Nico STA1010, hàng còn rất là đẹp nhá. Này, tất cả nẹp nhôm trắng tinh luôn ha, con Nico. Giá của em là 4,3 triệu. Nico này thì quý vị nhìn này, em nói này, hồi gỗ, vỏ hồi gỗ được chưa, vỏ hồi gỗ nhá, vỏ hồi gỗ. Quý vị nào cần biết chi tiết thì gõ Nico STA1010 vào Google, ông ấy trả lời hết thông số kỹ thuật công suất nhé. Con này giải tần FM đến 1080 108, chưa. Cổng vào gồm 1, 2, có 4 cổng vào đấy. Những cái này là quý vị phải lau nhé, đây này, đấy, lau hết luôn này này, đấy này, lau hết luôn đấy, thấy chưa, đây nó là cái vết mốc của xi đấy, tẩy hết luôn. Cổng có cổng ste mono có hết, lau lướt có luôn, bát chép cân chỉnh độc lập, cân loa ba lăng đầy đủ các tính năng. Giá của em nó là 4,3 triệu, hàng đẹp, không dám nói mới đâu nhưng đẹp gần như mới đấy. Đây là con âm ly Nico dòng receiver, các bạn nào biết kỹ hơn thì gõ Google nó sẽ giải thích trên đấy. Tiếp theo xuống đây, xuống phía dưới này là con âm ly Bogen
Dòng loa âm ly Bogen này phải nói một câu là dòng loa Bogen cổ này em nó chuyên trị tất cả các loại loa Mỹ cổ, nó đánh loa Mỹ cổ hay lắm các bạn. Đây con bô mà con Bogen này là Bogen hàng Mỹ xịn luôn, made in USA luôn nhé, Bogen made in USA luôn, giải FM đến 108 đấy. Bogen lầu lướt cân loa chép bát có hết, có hết để chỉnh cửa mono site. Con này có giá là 10.900.000, 10.900.000 với con này chuyên trị dòng loa cổ chưa quý vị. Đấy, em nó chuyên trị loa cổ rồi. Đấy là con Bogen. Tiếp tục còn xuống Bogen thì là ngoài Bogen ra đây là dòng Kenwood. Dòng loa Ken dòng âm ly Kenwood này, cái đặc điểm của nó là nó thiết kế chip sò, con này đánh rất khỏe, khá là hay, đánh rất là hay luôn, nhưng mà là hay nữa. Em cũng không hiểu sao những con âm ly tầm này nhưng mà nó đánh những đôi loa karaoke bass 25 nhảy tưng tưng. Nhưng mà con này có cầu hai có AB luôn nhé. Đây là con âm ly Kenwood KR230, giá em nó là 3.900.000, 3.900.000. Con này có lau lướt hết, lau lướt có đầy đủ quý vị ạ, lau lướt có bát chỉnh cân loa bát chép. Quý vị muốn đây này, đây là những cái vết mốc quý vị ạ. Em cào tay ra hết này. Đấy nhé, để cho quý vị nhìn cho kỹ. Quý vị là muốn tất cả cái mặt âm ly này nó sáng bóng ấy, thì như những clip trước em đã giới thiệu, đó là các bác về là pha một ít nước dầu rửa bát, pha loãng với nước của mình, xong dùng cái bàn chải đánh răng của mình ấy, dấp một lượt thật mỏng nhỏ trà đây. Các bác chà đây, bác lấy khăn khô bác lau lên hết đến đấy cho em, nó sáng bóng trở lại thì như lúc ban đầu luôn nhá. Đấy chưa, đấy. Còn đây là volume, volume của nó quý vị nhớ nhìn bên trong này, bên trong nó có chỉnh cân loa nhé. Đây là chính là cái ba lăng cân loa nhé, bên trong này nhiều người không biết dùng. Đây này, cái cân loa nằm bên trong này, đây là hai cái khác nhau nhé, nó có thể chỉnh lệch nhau. Đây em vặn lệch ra nhỉ, quý vị nhớ chưa, lệch chưa. Đấy, cái trong này cân loa đây quý vị nhìn này, nhìn nó đang hướng dẫn, nút hướng dẫn của nó đây chưa? Cái bên trong là cái ba lăng, cái cân loa được chưa, chỉnh cân loa đấy, được chưa. Giá 3.900.000. Xuống đến con này gọi là con ẩy toa đấy, âm ly đi point âm ly, con này là để của toa, con này rất là nặng này, bộ tản nhiệt nó nằm hết hai bên, chip sò lồi hết ra đây, con này quá là nặng luôn chứ không phải là nặng nữa. Đấy này, chest lever có hết các cổng input vào, bát thép báo đèn led đèn tia, giá 2.500.000. Bác nào thích chơi thì mua về tham khảo nhé, 2.500.000, nặng như cối đá. Rồi. Đấy. Đây, bên này bộ tản nhiệt của em nó nằm hết đây. Tản nhiệt nằm hết bên hai bên. Đấy. Tiếp dưới cùng là con Hackman Cardon. Con này là Hackman Cardon PM645. Con Hackman Cardon PM645 này giá của em nó là 3.000.000. 3.000.000. Giá của em nó là 3.000.000, con Hackman Cardon PM645. Đấy, bát chép độc lập này, cân loa này, model của nó là chạy site mono, đây vừa có hết từng cổng một, được chưa. Đấy, tiếp tục sang đến con âm ly tiếp theo. Con âm ly này đọc méo hết cả tiếng này, quý vị nhìn xem tên của em nó đây. Giá của con âm ly này là 2.900.000, 2.900.000. Giá của nó là 2.900.000. Mặt thay nhôm trắng còn đẹp keng. Xuống phía dưới là con âm ly Sansui. Đây là con âm ly Sansui dòng receiver, giải FM đến 108, 1080 luôn. Sansui R50. Dòng này là dòng receiver, có bát chép tỉnh. Đây quý vị nhìn này, cổng vào của nó này, cầu AB này, có A, có B độc lập và A cộng B một lúc này. Bát tép chỉnh độc lập hết, có cả lau lướt luôn, bác nào thích chơi lau lướt. Đây là volume tàu, đây là chỉnh dò sóng chưa, hay là nút vào chọn chế độ vào
Ổng vào đây. Giá của chiếc âm ly Sansui R50 này, giá của em nó là 3 triệu 900. 3 triệu 900. Tiếp tục xuống đến con âm ly Sony nữa tiếp theo. Con này là con TA11. Được chưa? Con TA11 này cũng có hai đèn tia báo công suất ở trong là trở kháng 8 ohm. TA Sony TA11 có hai con liền luôn, hai con TA11 giá đều 2 triệu 8 một cái nhé, hai con luôn, hai con giống hệt nhau, đẹp như nhau luôn này, đẹp như nhau. Cổng vào, và cái đặc biệt là em nó thiết kế cái logo gần volume vạn này nó màu vàng rất là sang trọng đấy, chưa có bát tép độc lập này, lâu lướt có này, cân loa có tất, đèn tia chết, đèn vu có luôn. Giá 2 triệu 8 một con âm ly Sony 2 triệu 8, đây em quay xa cho quý vị nhìn cho đẹp nhé, 2 triệu 8. Tiếp tục còn xuống đến con này là con âm ly Lux. Ôi giời, con này thì khủng, quá là khủng. Con này là hàng xịn của England, con này là hàng của nước Anh nhé. Con này các bác đánh loa thì khỏi phải nghĩ, chuyên dùng để test loa đây. Con này là hàng made in England nhé, hàng của nước Anh luôn. Lắc lắc của nó là mã K75. Con này thì khỏi chê, con này là quả tụ của nó ở bên trong bằng cổ tay luôn. Em sẽ có clip khui hàng con này ra để ngắm. Con này giá của em nó là 10 triệu 900, 10 triệu 900 nhé. Con loa của Anh xịn, made in England xịn luôn. Chưa? Dò giải tần này, quý vị nhìn này, hai giải tần chạy cả hai luôn đấy. Tiếp theo xuống đến phía dưới, một dòng âm ly đã có tên tuổi và được rất nhiều người chơi âm thanh của Việt Nam ta ưa chuộng và mến mộ, đó là chiếc âm ly Pioneer SA7800. 7800 được chưa? Những con âm ly này đã đi vào, nó phải nói, nó tóm lại đến giờ này phải nói nó đi vào huyền thoại của người Việt Nam ta. Cái thế nào? Cái thứ nhất là thiết kế rất nhẹ nhàng, hai đèn vu gọn lại nhẹ, mà đặc biệt lại đánh rất khá là hay, được nhiều, rất là nhiều loa hay, nên là rất được nhiều người ưa chuộng. Và để những cái chiếc âm ly đẹp như thế này nhá, còn giá bình thường thì cũng nói xấu, không nói đẹp như này, giá của em nó là 6 triệu 9, 5 triệu mấy cũng có bác ạ, nhưng nó xấu đấy. Để đẹp như này, em chỉ nói câu là đẹp như này, được chưa? Đẹp thế này đấy. Đó là toàn bộ cái clip em quay giới thiệu quý vị là vừa đây hết hai dãy. Em sẽ tạo clip sau tiếp, bởi vì là clip nó dài quá thì các bác xem nó sẽ bị loãng, nó không hay. Em sẽ làm một tiếp clip sau. Tuấn Hình Phú Thọ xin chào tạm biệt quý vị tại clip này. Mời hẹn gặp lại quý vị ở clip sau. Em cảm ơn.